Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với lại những cái mảnh rẫy ở khu vực phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum các bạn nhé. Thì khu vực này là nó có hai cái cây cầu kết nối từ xã Vinh Quang sang cái phường Nguyễn Trãi và từ thành phố Kon Tum sang phường Nguyễn Trãi các bạn nhé. Thì khu vực này là hoàn toàn là đất nông nghiệp thôi. Hiện nay là vẫn rất là ít đất mà có thổ cư ở khu vực này các bạn, hầu như là không có. Thì hôm nay tôi sẽ review cho các bạn cái mảnh hai sào đất, tức là 2.000 m² các bạn, khá là vuông vức đây các bạn này. Chiều rộng bám theo cái mặt đường, có cái dây đường dây điện này các bạn này, các bạn để ý bên tay phải màn hình ấy, là được 20 m. Đấy, chiều sâu vào là 100 m các bạn này. Đây, cái mảnh này các bạn nhé, nhìn rất là dễ các bạn, cũng không cần phải vẽ bản đồ đâu các bạn nhé, chỉ cần nhìn trên flycam các bạn là nhận ra ngay cái mảnh đất này. Đấy, 20 nhân cho 100 m, đây, sâu vào phía sau 100 m các bạn nhé. Đấy, rất là dễ nhận biết, hiện nay là gia chủ đã thu hoạch hết cái hoa màu ở phía trên rồi, còn một cái mảnh đất trống thôi. Lại xung quanh đây thì cũng toàn là đất đai của người dân thôi, cũng gần với một cái mảnh mà tôi đã review cho các bạn cái buổi ngày hôm qua các bạn. Thì cái mảnh này là gia chủ có mua cách đây 2 năm, lúc đấy mua vào cũng mấy chục triệu thôi. Lúc đấy là cũng chưa, hiện tại là cũng chưa có sổ các bạn nhé. Hiện nay là gia chủ cũng đang muốn bán ra với cái giá là 150 triệu đấy các bạn, chưa sổ các bạn. Đấy, thì hôm nay tôi cũng review ngắn cho các bạn một cái đoạn ngắn như vậy thôi quý anh chị em các bạn nhé. Các bạn xem thêm một số cái hình ảnh video trên cái flycam ở cái khu vực này. Xung quanh thì là đất bằng phẳng đẹp đẽ các bạn nhé. Rồi xin kính chào mọi người.